Hello, xin chào tất cả các long thủ. Hôm nay là team VinBee chúng mình có một cái buổi up fan tại VinBee Phú Quốc, cùng với đó là tư vấn vợt, xong rồi tụi mình sẽ có một cái buổi giao lưu với sân cầu nữa. Được cái là VinBee Phú Quốc là mở ra cái bên của sân cầu Long luôn. Mình là đây là cái dạng như là cái buổi up fan đầu tiên mà chấn động thì đúng rồi. Ok, thì mời các bạn cùng theo chân chúng mình xem hành trình này nó như thế nào nhá. Hứa hẹn là sẽ có rất nhiều thông tin hay luôn á. Đi nhanh lên, trễ giờ rồi. Đi. Rồi thì chắc các bạn thắc mắc là mình ở đâu đúng không? Ở đây là ở lầu phía bên trên của shop VinBee luôn. Do shop này mở ra là của vợ anh Tuấn Anh. Rồi tụi mình tới đây từ bữa thứ hai, xong rồi là hiện tại giao lưu tới mọi người tới hiện tại là thứ bảy luôn, là gần một tuần rồi. Một tuần tại Phú Quốc luôn các bạn nha. À, thì bây giờ là cái này là chỗ tụi mình ở, là ở phía trong đây. Bây giờ là sẽ đi xuống lầu và giao lưu với mọi người. Ở cái sân cầu là kế bên luôn nha. Ok, chào mấy đứa. À, mới vô là thấy quá trời mấy bạn đang đợi rồi. Bắt tay, đúng không? Ok. Lát vô sắp ký nha, tám giờ nha. Ok. Nói chung là bị bu quá nhiều. Đang qua bên kia. Đợi xíu đi, đợi mấy đứa đợi, đợi xíu đi là có người. Ok. Hello. Lấy hơn chứ em. Ok. Hello. Rồi, lát nữa 8 giờ vô shop nha, Hiện tại mình đang đứng trước VinBee Phú Quốc nè. Mình hiện tại là mới có 7 giờ 40 thôi, các bạn bu đông nghẹt luôn rồi. Thôi mấy đứa đợi anh xíu nha, anh đi ăn sáng cái rồi lát anh tới rồi anh chụp hình chung. Đợi xíu, mấy đứa vô shop lựa vợt đi, 8 giờ anh tới. Ok nha, 8 giờ anh tới nha. Bye mấy đứa nha. Ôi, giờ thì mình hẹn các bạn lát 8 giờ, tại 8 giờ mới off fan, lần giờ đi ăn sáng cái lát mới có sức. Chắc các bạn thắc mắc mình cầm cái áo này làm gì đúng không? Đúng. Áo này cho bún bò các bạn nha, tại bún bò đợt này tụi mình hẹn Bảo Tiến mà bún bò quên em rồi. Người ta chưa bắt em ra pháp trường à. Bảo bún bò. Nè, cho em cái áo màu tím. Hello. Nói chung là tô này thì topping thì nhiều khỏi phải bàn các bạn ơi. Không biết mình đưa vậy các bạn thấy không nữa. Bánh canh Phú Quốc, bánh canh này bánh canh bột lọc. Cái gì bánh canh bột lọc cha? Đúng rồi, cái bánh canh là bánh canh bột lọc á. Bánh canh bột lọc hả? Dạ. Yeah. Tính ra bánh canh này là nó sẽ có chả cá các bạn nha. Nó sẽ có tôm, có thêm cua nữa. Cái này nếu mà đúng là chắc là bánh canh cua đó. Bánh canh cua, bánh canh ghẹ vậy á. Nhưng mà sẽ có thêm nhiều cái topping này, nói chung là ăn lạ các bạn. Thôi thì cái sợi này. Cái sợi này không phải là sợi mì bình thường, nó là sợi bột lọc. À, sợi bột lọc. Đó, nó gọi là bánh canh bột lọc. Ok thì bây giờ là tụi mình bỏ thêm miếng giá trụng vô. Không, ăn thêm miếng giá nữa các bạn cho nó sực. Nhưng mà giá ở đây nó khác ở giá Sài Gòn, nhưng mà giá Sài Gòn thì cái sợi nó sẽ to hơn, còn giá ở đây nó sẽ thon và dài. Đó, rồi bỏ thêm miếng giá vô. Bạn nào mà thích ăn cay thì bỏ thêm miếng ớt nữa, nhưng mà mình thì không biết ăn cay. Tại vì cuộc sống mình đủ cay đắng rồi các bạn. 1 hour later. Sao tốt? Ngon. Ngon à? Anh không đút đó. Lẹ, 8 giờ rồi vô. Ăn gì mà chậm rì. Mình với anh Nhu ăn xong tự đời nào đó các bạn ơi. Ngon quá. Nhiều người đợi lắm nè. Nhanh lên. Đó thì giờ tụi mình đi vô các bạn nha. Ủa anh Nhu phát tới cái gì mà nhiều thế? Cái này là quà cho mấy bạn. Đâu nhiều có quà luôn kìa. Đúng rồi. Ít cao vậy ta. Anh sợ một đi em sợ 10. Quá trời người đang đợi luôn. Nóng quá. 8 giờ chưa ta? 8 giờ rồi, 7 giờ 59, 8 giờ rồi. 7 giờ 59 sắp 8 giờ rồi. Okay, bây giờ đi vô các bạn ơi, quá là đông luôn. Đông vãi. Hello mọi người nha. Anh sẽ cho mấy đứa lên TV hết. Hiện tại đang bị thất khẩu rồi. Hello mấy đứa. Đây là không khí mà đi up fan các bạn nha. Đây, ok. Anh mới lấy cho mình hai cái bút để ký tên. Lấy nè, anh xin chữ ký anh ký nha. Ok. Bên... Mấy bạn nhỏ này là đợi mình từ lúc 4 sáng. Đợi từ lúc 4 sáng ha. À, có một cái sự thật là đây mình sẽ cho các bạn xem cái điều kỳ diệu mà anh Nhu nhận được từ fan. Fan giá tại anh Nhu. Các bạn nhìn anh Tấm nè. Mà nhìn cái bụng anh Nhu hơi mập nha. Giá cái bụng Nhu hơi bự. Đẹp đúng không? Đây, giá của anh Nhu chưa? Đó.
đem 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 đi hai dòng nước mà cái hiện tại là dễ đúng ở thời điểm hiện tại nha. Bụng bự cái mỏ la đây nè, đây thế này đây là đó mười điểm mười điểm. Chắc là các bạn cũng thắc mắc các thành viên khác như thế nào đúng không? Nói chung là bị thất thủ dưới đây ha. Đây là anh Nhu đang vẽ cái gì vậy? Tôi đang tập viết ký chữ ký nó đơn giản hơn tại vì tôi ký quá mỏi tay. Bình thường của tôi sẽ là như thế này. Nhưng bây giờ mọi người quá yêu thương mình, mọi người nồng nhiệt quá cho nên mình sẽ ký như thế này thôi. Anh Nhu ơi. Đó, là chữ N thôi. Mình còn ký được chữ B, chữ H, anh Nhu ký được chữ N thôi. Của em nè. Của em nãy giờ ký sao rồi? Sao ký không? Không. Anh ký không ký cho anh nha. Không, tôi chém mày á. Sao nãy giờ ký hay sao? Thấy mọi người ở đây rất là đông, rất là vui. Và cảm nhận tinh thần của mọi người rất là cởi mở. Rất là best. Cũng không tuyệt vời. Thằng em nó vẽ quá. Đây, tay giáo sư Hạo bạn ơi. Tay giáo sư Hạo. Nãy giờ anh Hạo thở được chưa? Thở được chưa? Ký nãy giờ phải nửa tiếng mà tay không ngớt. Hello. Em ơi, 1, 2, 3 nha, 1, 2, 3. Này, bún bò đang trong kia các bạn ơi. Đó. Bún bò cho không kẹt luôn. Các bạn thấy không, bún bò cho không kẹt. Từ 8 giờ tới bây giờ là 9 giờ. Sắp chết luôn rồi. Chưa bao giờ mình thấy uống nước ngon gì. Sau một tiếng nó thất thủ. Nói chung thì tụi mình về là cũng đỡ các bạn. Cái con bún bò là nãy giờ nó vẫn ở dưới góc lắc dưới á. Các bạn ơi, đây chuẩn bị đang diễn ra một pha giải cứu chấn động thế kỷ. Đây, sắp tới. Con tin sắp được giải cứu rồi. Con tin sẽ bị giải cứu bên kia. Con tin được giải cứu rồi. Con tin thấy chết. Xem. Con tin thấy chết rồi bạn ơi. Thấy chết rồi. Xem. Đúng rồi, Lê Trong Tú bạn ơi. Ai không bao giờ ga lăng với ai, chỉ ga lăng với mình cũng bò. Trai làm gì vậy? Mang về xuống đánh cậu. Mang về xuống cậu hả? Ừ. Giờ chúng tôi sẽ đi giao lưu luôn anh. Ok, mang về xong các bạn ơi. Giờ mình đi xuống dưới. Sau 2 tiếng bị bắt kẹt thì mặt đã cái trưởng. Bây giờ vẫn phải đáp ứng cho mấy bạn fan tiếp là giờ mình sẽ xuống mình đánh cầu giao lưu. Bạn thấy không? Bu à. Trời ơi. Trời ơi. Đây là Lý Trong Tú đang sắp cho mọi người xếp hàng các bạn nha. Tú quá đẳng cấp luôn. Tuy nhỏ nhưng mà có vỏ các bạn nha. Thắng là được cái vợ luôn các bạn nha. Thể thức là đánh 5 điểm. Bạn nào mà trong tuyển ra đánh là khả năng lụm giải rồi. Trang đầu tiên là bạn này đánh với anh Thảo các bạn nha. Do đây là nhiều người quá nên là rồi. Ok. Rồi. Ôi, đánh thua nhưng có quà luôn kìa, còn lại nhận quà đi con. Kìa, nhận quà đi. Wow. Wow, thua có quà luôn. Quá đã. Hay quá. Hay quá. Nào. Càng. Sát rạc luôn. Ồ, bạn đập thẳng quá. Rồi. Rồi. Phần quà vô cùng đặc biệt luôn. Đánh thắng được tặng áo và được tặng thêm một cái khung nữa.
quá đã luôn. Đây bây giờ là tới anh Nhu vô thi đấu, không biết anh Nhu là đổi sang cái đầu hạt dẻ, không biết là có đổi vận không. Anh Nhu cảm nhận của anh trận đấu này như thế nào? Mọi người đánh rất là vui. Trình độ thì mình chưa biết, tại vì mỗi người mỗi trình độ khác nhau. Nói chung là vui là được. Ok. Các bạn này đánh tốt các bạn nha, có đi học cậu hết. Ào. 2-1 cậu 2-1 cho anh Nhu nha. Một người sẽ solo với 5 người. Ui tốt. Hay cái đánh tốt của bạn thấy rồi về được. Điểm cuối nha, điểm cuối nha. Quá hay. Rồi xong bạn nói rồi. Chiến thắng cho anh Nhu bạn nha. Rồi thì đây là phần quà anh Nhu sẽ dành tặng cho những cái bạn hồi nãy là đã giao lưu kèm với anh Nhu các bạn nha. Khung đóng ảnh mấy bạn đánh chung chụp chung rất là đẹp luôn. Xịn chưa? Ok thì đây là một chiếc của anh Nhu. Trận đấu này rất là căng thẳng, các bạn lùi ra sau trước bạn một xíu. Rất là căng các bạn nha. Này là anh Nhu đánh với anh Hưng Mỹ Tho. Lùi. Chắc các bạn biết anh Hưng mập bên kia rồi. Không đều nha. Không đều nha. Đây rồi. Oh. Một va smash của anh Nhu quá dữ. Trận này căng lắm bạn nha. Anh Thảo ơi, đứng xuống anh Thảo. Trời ơi, đều rồi. Khó rồi. Đây rồi. Anh. Vin Bi đánh các bạn nha, nhìn bó cái gối nhìn chuyên nghiệp quá. Để xem nó như nào thì Bún Bò sẽ solo với nữ nha. 1-0 mà Bún Bò đang bị dẫn một điểm các bạn ơi. Bạn bên kia đánh cũng tốt á. Chết mà. Chết rồi. Chết mà. Bạn kia có học bạn ơi, bạn kia đánh tốt quá. Trời ơi. Chết mà. Cầu trong đội 1-2. Hay quá. Chiến thắng rồi. Cameraman đã tới rồi. Xin lỗi mời. Không, bạn này đánh hay mà, không sao. Vừa được chọn vợt luôn các bạn. Xem. Được chọn vợt luôn. Wow! 3 nút. Chết bà. Hay quá, này tốt quá. 5 3. Xin vĩnh biệt. Đây là bạn thứ hai muốn mò tặng giờ. Bạn kia biết đánh nha. Thôi, bé kia đánh tốt nha. Trời ơi, quýnh quá dữ luôn. Chết rồi. Trời ơi. Bé kia nó mới có 9 tuổi các bạn nha, nhỏ xíu luôn á. Đói chưa tôi tư linh? 2-3. Tốt cầu. Bún Bò chiến thắng. 5-3 kết thúc, bắt tay đi. Bún Bò chiến thắng các bạn ơi. Lượt trận cuối của Bún Bò, và Bún Bò đang dẫn 4-3 các bạn nha. Điểm cuối. Chết ào, bạn kia đánh luôn. Rồi Bún Bò thắng luôn các bạn ơi. Gì?
Nguyên số này em lấy hết. Ao ơi. Trời ơi, chú ao rồi. Ao hai trái luôn hả? Hai trái có phép các bạn nữa, trái luôn. Đúng rồi, ép em tú. Quá ghê. Tiếp sẽ là nội dung đánh đôi các bạn nha. Anh Nhu với Hà Thảo đánh với hai bạn bên kia cũng khá là mạnh đó. Vô các bạn ơi. Một không rồi. Nam thứ hai 3-6 nha. Thầy Thảo với Nhu đang dẫn trước các bạn. Trời ơi. Thầy Thảo múa. Ui hay quá ta. 5-6 rồi kìa. 5-6 rồi kìa. Căng nha. 5-6. Hai cái giật luôn. Không có đụng nữa em. Ao. Hên quá, mém mất hai cái giật. Anh Thảo với Nhu đánh xong hai lượt trận rồi, bây giờ Bún Bò và Tú đánh hai lượt trận nữa. Thì cái này là lượt trận thứ hai, là lượt trận đầu nãy Bún Bò và Tú thắng khá là dễ. Quả là số 1 Đồng Nai. Hay rồi. Ném danh cầu. Ném danh cầu. Quá ghê. Trời ơi. Lưới. Tốt cầu. Cúng 2. Một pha từng lưới. Rồi chứ mày hai này chứ mày cúng 2 cái giờ rồi. 4, 2. Ồ, 3 bóng. 3, 4. Cầu ao bún bò với Tú thắng hả bạn ơi? Xong rồi hả? Cầu ao. Hai bạn cuối hai bạn này là được một cái áo với một cây giật luôn. VNB không có gì ngoài giật. Quá xa đã. Rồi, sau buổi áo của anh ngày hôm nay thì hai đứa cảm xúc như thế nào? Ồ, mời người đẹp nói trước ha. Cảm xúc là vừa mới cúng hết hai cây vợt của công ty. Nói chung là tại xui không mặt người, xui bị té đau chân đánh ấy thôi. Nhưng mà thật ra thì cũng đánh nhẹ thiệt. Thật ra hồi trước giờ em đi khai trương rất là nhiều shop, nhưng mà đây là lần đầu tiên kiểu mọi người sẽ cảm giác được kiểu ký xong nhưng mà kiểu ký không biết bao giờ hết á, kiểu ký xong cái nhà vô, ký xong nhà vô. Bình thường là bên những shop khác cái ký xong là xong nha, ký xong là xong mà được nghỉ nha, ký tầm 30 phút thôi là xong nghỉ. Này rồi em ký liên tục 2 tiếng em không nghỉ một giây nào luôn, kiểu em bị bất ngờ là em kiểu chết rồi, bao giờ mới xong đây ta. Ôi mất hồn ấy, nhưng mà rất là vui nha mọi người, không nghĩ là anh em bên Phú Quốc lại nhiệt tình vui vẻ như vậy luôn á. Thì cảm nhận của em là ngày hôm nay có 3 từ: vui, cảm xúc và mệt. Vui là hôm nay là được giao lưu với tất cả các bạn ở VNB Phú Quốc. Khi mình được giao lưu á, có cảm giác là mình được lan tỏa cái tinh thần cầu lông này đến với nhiều người khác. Cái nền cầu lông Việt Nam mình đang phát triển rất là nhanh, rất là mạnh. Thì hy vọng là sau thời gian tới cái nền cầu lông ở Phú Quốc sẽ phát triển ngày càng mạnh hơn nữa. Quá mệt. Quá mệt. Vừa vui vừa mệt. Thật sự là rất là bất ngờ với cái tình cảm của mọi người ở Phú Quốc dành cho team VNB. Sáng nay là mình chỉ có một cái nhiệm vụ ha, mình sẽ diễn lại những động tác của mình sáng nay, đó là
liên tục. Đôi khi là có những nụ cười hơi công nghiệp mà nhưng mà vui, vui thiệt, vui thiệt. Và đó cũng là vlog một ngày đi offline tại Phú Quốc của team Vinby diễn ra như thế nào. Nói chung là vừa vui, vừa mệt, vừa có rất là nhiều cảm xúc luôn. Thật sự là cảm ơn các bạn fan ở đây đã ủng hộ team chúng mình và cả toàn bộ mọi người đang ủng hộ chúng mình, đang xem chúng mình luôn. Nếu các bạn thấy video này hay bớt thì nhớ đây là cho Sĩ Phương cùng với tất cả thành viên team Vinby một like, một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.